Hello nhầm, lại là mình đây. Chào mừng chị em đã quay trở lại với kênh YouTube Nữ Hoàng Sóc Đĩa của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục lại là chuyên mục kéo vốn và hỗ trợ cho một chị khách có cái nickname là Hoa Thị nhé. Và cái số vốn hôm nay của chị là gần 20M, 19.61M. Và chị khách này biết đến mình thông qua cái kênh YouTube. Và nhất là chị bảo là biết đến mình qua cái video mà mình kéo vốn cho cái em khách có cái nickname là Boy Ham Chơi ấy. Sau khi chị xem được cái video đó thì chị bắt đầu liên hệ qua Telegram cho mình. Và không phải là riêng mỗi mình chị ấy, mà sau cái video kéo vốn hộ cái em trai đó thì đã rất là nhiều người liên hệ qua Telegram của mình. Phải đến mười mấy người, gần 20 người liên hệ qua Telegram của mình và nhờ mình kéo vốn hộ. Mình không nghĩ là anh chị em sau khi xem được cái video đấy thì đã có một cái sự tin tưởng vào mình và đã nhờ mình kéo vốn nhiều như thế. Dưng thấy Telegram cứ tin nhắn cứ tinh tinh liên tục, không nghĩ là anh chị em lại liên hệ qua Telegram nhiều như thế. Và mình cũng đã, trước khi mà mình kéo vốn hộ thì mình cũng đã nói với hầu hết tất cả anh chị em liên hệ qua Telegram của mình là mình rất là ngại cầm tài khoản của khách để kéo vốn hộ. Nhưng mà hầu hết câu trả lời của anh chị em sau khi nhờ mình là đều là tin tưởng tuyệt đối vào mình, nên là mình cứ yên tâm cầm tài khoản đi, kể cả có thua thì cũng không làm sao cả, nên là mình không biết từ chối làm sao cả. Nên hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục kéo vốn cho cái chị khách có nickname là Hoa Thị nhá. Ok, ở cái ván này thì mình sẽ đợi xem mà nó ra gì nhá, để xem hôm nay xem là vận khí của cái chị mang cái nickname Hoa Thị là như thế nào với mình nhá. Ok, ván này thì về sắp đôi rồi này, mong rằng là sẽ kéo vốn hỗ trợ cho chị thành công ở trong cái video ngày hôm nay nhá. 121 này, 1 2 1 1 2 3 4, 4 cộng 2 là 6, 6 chẵn chẵn vào lẻ này. Ván đầu tiên 5M đi, để dò xem đường cầu của mình như thế nào nhá. Ok, thành công ván đầu tiên này. Đầu xuôi thì đuôi lọt, mong rằng là nó sẽ như thế. Tiếp tục 3-1 ở đây. 1, 2, 3, 4. 4, 3 là 7, 7 lẻ, lẻ vào chẵn này. Tiếp tục đi đều 4 vào 5M nhé. Và mong rằng là mình đã nhận kéo vốn hộ cho mọi người thì mình cũng mong rằng là mình sẽ kéo vốn thành công và đem lại một cái số lãi nhất định cho mọi người. Ok, thành công ở cái ván này này. Chứ còn cầm tài khoản của khách mà để kéo thua thì thật sự rất là áy náy và ngại luôn. Tại vì toàn những mà người mà đã thua tha rồi, nhờ đến mình và tin tưởng mình mà mình lại kéo thua thì thật sự rất là áy náy. 1-1 này, 1-2-3. Ồ, cái đường cầu này. Ván này vào nhẹ thôi, vào 3M bên chẵn nhá. Tại 1-1 này dài thường có khả năng về tứ cao. Úi xổ ơi, chuẩn luôn, về tứ trắng. Trời ơi, tiếc quá không lót tứ ở cái ván này, không thì có phải là 1 ăn 15 rồi không? Tứ à, tứ thì lại hay về sấp đôi tiếp này. Nhưng mà vì ở cái ván này đã ra hai ván liên tục, vẫn có khả năng ra ba ván đó. Nên là mình tiếp tục vào 3M ván này nhé, vào 3M thôi. Đường cầu là không chắc chắn lắm thì ta sẽ vào nhẹ đi nhé. Ok, vẫn tiếp tục hút này. 20 bây giờ lên 34 rồi này. Lãi cũng được 14M rồi này. Cố gắng lãi lên 20M nhé. 13 ở đây, 13 ở đây. À, trước cũng có xuất hiện cầu bệt này. Ok, dò thử xem nhé. Xem ở ván này xem có hút không nào. Ván này mà hút thì sẽ bắt theo bệt này. Mà ván này mà gãy thì úi dồi, ván này gãy luôn. Ok, ván này gãy 1-3, xong lại 1 ạ. 1-3, xong lại 1-1 này. 2 này, 2, 3, 5, 5 lẻ, lẻ vào chẵn này. Ván này vào 5M chẵn nhá. Theo đa số ở cái ván này, 3 đỏ 1 trắng này. Úi giời, nó vẫn tiếp tục về lẻ. Má không? Bất ổn, bất ổn rồi. 2 2 1 2 3 4 5 5 3 là 8 8, chẵn chẵn vào lẻ này. Ván này mình sẽ mix đi vào 10M, lót 3 trắng 500k nhá, để xem cái ván này mình mix xem có thành công. Ok, thành công luôn ở cái ván này này. Ok chưa mọi người, vốn từ 20 lên 37 rồi này, 17 rồi, cố gắng lên 40 nhá.
một ba ở đây này, một ba ô trắng ở đây ra khá là nhiều này. Ok, ván này mình sẽ vào 3M thôi. Vào 3M. Lót 3 trắng 500k nữa đi. Ui ôi. Ui vẫn húp, vẫn húp. Lệch mỗi vị thôi. Vẫn húp lên 40M rồi này. Ok, và đã đạt đủ cái target mà mình đề ra với cái mục tiêu kéo vốn cho chị là từ 19.61M lên 40.04M rồi đúng không ạ? Và mình đã lãi hơn 20M rồi. Và khi đã đủ lãi và đủ cái target mà mình đề ra rồi thì mình sẽ xin tạm dừng video tại đây nhé, để bảo toàn cái số lãi của mình. Và khi anh em chơi cũng thế nhé, khi mà đạt đủ cái target của mình rồi thì anh em cũng nên dừng và không nên cố chơi tiếp dù cầu có đẹp như thế nào đi chăng nữa, để bảo toàn cái số vốn cũng như là cái số lãi mà mình đã đạt được trong cả một cái quá trình chơi. Và khi đã đạt được ra cái mục tiêu như thế thì mình cứ thế và mình áp dụng thôi, mình cũng không nên chơi lan man quá ở trong cái trò chơi này nhé. Chơi lan man quá thì đầu óc mệt mỏi. Mệt mỏi thì sẽ không đưa ra được những cái hiệu quả cao đúng không ạ? Và ok, hôm nay là mình đã chốt lãi thành công cho chị khách với cái nickname Hoàng Thị nhá, với 40.04M. Đó chính là lãi hơn 20M rồi. Và anh chị em nào còn thắc mắc hay chưa hiểu rõ gì về cái phương pháp ở trong cái trò chơi sóc đĩa này, hay cần mình hỗ trợ gì ở trong cái trò chơi sóc đĩa này thì có thể liên hệ với mình qua Telegram giải mã game68 nhé, để được mình hỗ trợ nhanh nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em ở những video tiếp theo của mình nhé.